Merci. Et il exact également. Est-ce que vous vous souvenez Ta lúc miền trăm thế thà bê chụp còn nó chụp nâu ngay khai năm nào đấy trăm đấy cái nhóm trăm đấy chụp mà ngay tôi là nghệ tăng phực tôi là nghệ xu cái nhóm Et si je vous dis la date mà khi nhôm chuẩn bị tập trung lục thang cao nó lục bàn chụp quan lâu khai mỹ nghệ cho năm pipon đập mùi ta khi nhôm gì được chứ nét với lục nó khơi như thế mà nhôm dọn dọn ai cái phép Vous avez indiqué que vous avez pas lục bàn gì tha lục bàn chụp cho mùi quan mùi ngày và là nghe chẳng bận toa pi xong phía lộn nơi chân pi bọn đọc pi đọc mùi ni hai nâng con miền bàn hạt tẹ lộn đàm bay ai lộn tiền toát bình chạy lang với nhầm pi vay để lộn bàn xoay quạt cả vì chân nằm pi bọn đọc mùi nâng đại rưu thế và nhầm xoay con mạng lời chẳng ở đường đàn kinh nhầm miền ở vay nâng luôn kinh nhầm Entre chụp bị đòn pel một đòn đầu pẹ nằm đòn là hỗ trợ mình nó mỏ là chụp đấy Une dernière précision. Và khi nhóm xong cao bằng plư chấm nói mối tiết tại tông thân năng nẹ đại miền thủ đô khó trâu chân lo chân năm một trăm một rồi chân sắp ram năng chân năm một trăm một rồi chân sắp bầm buồn nâu sọc rồi bà lô ta lúc mình có chú mua bàn xí hào hô đại rửa tế thì ọt có lẽ bạn ọt có lẽ Et ma dernière série de Est-ce que vous connaissez Ta lúc mình có chú Ahmad Sophie ở đây thế Ahmad Sophie có ở đây
Et enfin, est-ce que vous connaissez... Je vous remercie. Hein. លោកសេនខ្ញុំមានសំណួរមួយបញ្ជាក់ទៅលើតួនាទីរបស់លោកក្នុងអាលកម្ពីអាលកូអានតើលោកមានឋានៈឬក៏តួនាទីអ្វីក្នុងសាសនានេះទេខ្ញុំអត់មានតួនាទីអីសាសនានេះកាន់តែគេឲ្យចាំពីហេចាំពីហេភូមិខ្ញុំហ្នឹងឲ្យមើលថែភេ បាទសូមអរគុណតកតងនឹងចម្លើយរបស់លោកពីព្រឹកមិញម៉ោង mê tử vi đàm đăng rọt về ní sư lô ông pi ca sầm lạp sạch trời mà nè đòi miên tròn khát đà miên chơi khát đà môi bẩn tía hay ôi sạch trời nhắn để cặp mục hai cái bàn à có tầm lẹ tới khăn đồn đào chùm lai rồi bó lốt chùm sông an chún lúc lại tha nhóm mình đã khởi tế đã lưu gần lại nâng bọn tay vầy nhóm ọt khởi tế bọn tay lưu tha vầy vầy cao tầm lẹ đằng đằng bọn tay khởi chấn nhóm ọt lưu ọt đằng nhóm trong su bình chế ở chế ba tha ta lột bàn ឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏លោកគ្រាន់តែបានឮគេនិយាយប្រាប់លោកទេរណ្ដៅហ្នឹងខ្ញុំមិនឃើញផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាមានបែងជាងហ្នឹងមានដៅមួយមានដៅមាន ដៅធំមកបែងយ៉ាងមុតភំត្រីអានឹងប៉ណ្ណែយប់មកឃើញយប់នៅតាមនឹងខ្ញុំអត់គល់ទេអត់ឃើញទេដៅនៅប៉ណ្ណែឃើញនឹងយប់មកយកតាមនឹងយកទៅចំដៅនឹងហ្មងប៉ណ្ណែអត់ឃើញសាសីខ្ញុំសុំកាត់លោកហើយជាលោកស្ដាប់សំណួរខ្ញុំអត់បានខ្ញុំសួរពីករណីស្ត្រីម្នាក់ដែលមាន ឲ្យដេកកាប់មុខចងក្តារហើយគេត្រូវគេកាត់កដែលមានករណីបែបនេះខាងមេធាវីដើមម្ដងរត់ពេលនេះបានសួរលោកពីម្សិលមិញខ្ញុំចង់ខ្ញុំបានអានចម្លើយរបស់លោកពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើលោកបានឃើញឬមួយក៏លោកបានឮគេនិយាយ cặp một nắng cái nhóm ọt khởi thế là nhóm ọt khởi tuần này nhóm thế ba sầm ọt cún lúc đăng khi nào mà anh chẳng nên anh đã gặp lộc nhận mười chỉ mười cái này cả cái chạm tới nữa nhận mười chỉ mười cái này phải nha cái nhóm ọt khởi cần đi kỳ phép đừng còn chuyện đánh đừng chuyện đánh rồi đừng nhầm đừng đi lúc có chú thế
ອັນນັ້ນງົບອໍດັ່ງໃຫ້ໄປລົງກະຢໍສໍາລັບອໍດັ່ງໃຫ້ បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរលោកតេតតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅភូមិត្រៀក្នុងពេលដែលលោករៀបរាប់ថាគេបានចាប់លោកហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយនៅជាប់មាត់ទន្លេនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាចម្ងាយពីផ្ទះដែលគេឃុំខ្លួនលោកទៅទន្លេ50ម៉ែត្រ ខ្ញុំចង់សួរពីស្ថានភាពផ្ទះហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់ពីទំហំទៅទឹងបណ្ដោយនិងស្ថានភាពសាងសង់ផ្ទះហ្នឹងលំនាំយ៉ាងម៉េចដែរបានទេ ផ្ទះហ្នឹង ខ្ញុំ ប្រាប់ ថា ផ្ទះហ្នឹង ក៏សរ ផ្ទះ បុរាណ សរ 3 ជួរ ផ្ទះ ហុង ដល់ Mục bộ môi bà đòi mà trận đọc thì không đòi chả bộ ràn dưỡng Bà xử mở cún Cho bằng uếch miên bà màn đấy Bằng uếch mà khang bì Mà khang cái này bì à. Bằng uếch ទ្វារខាងមុខកង្ខយបានចាក់សោអស់ហើយពេលខ្ញុំទៅនៅនោះចាក់សោគប់បង្អួចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញតាមអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះគឺបានន័យថាបង្អួចមកខាងពីរគឺបានន័យថាបើយើងបែរមុខទៅទ្វារមានខាងឆ្វេងពីរខាងស្ដាំពីរអញ្ចឹងទាំងអស់បង្អួចបួនត្រឹមត្រូវទេ បាទត្រូវបាទអរគុណអមញ្ញនេះលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីទ្វារដែលថាមានខាងមុខមួយខាងក្រោយមួយខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពីទ្វារតើនៅខាងមុខខាងក្រោយនោះមានបង្អួចថែមទៀតទេ Ấn miền đấy Ờ, nhóm thả chú lươn mình Sve á miền thức khẳng mốc đấy, ngang khỏi Ấn miền Sve đi Vì ở dưỡng chanh cho là Ấn miền đi Miền đẹp mình ôi mình mặc khẳng phí nữa Sve á miền thức khẳng mốc đấy, ngang khỏi Ấn miền đi Bà, xong ổ cún Lúc miền bà xa hâm banh mênh phong đáy thả Tiếng bóng ôi tiếng thuyết kệ bật Tăng bì lục chôn từ đó cứ kệ bật chết Chó Chính chàng vĩnh, chính chàng thơ bị ấy đáy. Chính chàng cái đà, và đà nâng ọt miền kia chích chẳng đấy, miền phong phong. Vì vậy, ở cho bán ọt ọt kia, nhìn cho mâu lên. Vậy, mở phong, mở khơi bị khéo. Bà xa mò cún. ប្រហោងនោះប្រហែលជាប្រហោងធំប៉ុណ្ណាដែរលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ ផងផែនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបានបាញ់ខ្ញុំមើលឃើញគេសម្លាប់នេះឃើញបើនេះបានមើលទៅឃើញក្រៅ គប់ក្តារហ្នឹងមើលតាមគប់ប្រហោងក្តារហ្នឹងដាក់ជាងហ្នឹង បាទតាមលោកធ្វើដៃមិញគឺទំហំប្រហែល2មរៀមដៃទំហំប៉ុន2មរៀមដៃលោកត្រឹមមួយសុំទោសសុំលោកអាចឆ្លើយជារង្វាស់ជាសង់ទីម៉ែត្របានទេឬក៏ជាថ្នាំងដៃប៉ុណ្ណាលោកអាចពាក់កណ្ដាលថ្នាំងដៃឬមួយយ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ ពេលបានបាននេះបានបានផងគាត់បាននេះបាន
đam bay chiếc nón trái lục ai bình chè âm pi tầm hôm nắng và tiếp tới mười điểm đáy lục phần cồn đáy phần mười điểm đáy rồi gặp phần bề đáy cột đam ở bán phòng cái đà nắng mà lục nhựa nhiệm đóng tiền mở nhóm đặt bàn mình bà lúc ban lúc mà riêng tay rồi bỏ lúc đòi bằng hai tỷ đồng hôm bánh mình đi hay trong trong ai lúc triệt thiệp ở ban chạy lệ trên đường bản tách từ nâng côn tay rồi bỏ lúc rồi còn mà riêng tay rồi bỏ lúc rồi còn mẹ tay rồi bỏ lúc ta bảo hào nâng phân mà riêng nam mùi ọt ban mà riêng tay đấy phóng nó mà với cho lọ đài dưỡng nè phan phan cho lọ đài dưỡng phòng đà nè phan phan nâng phan phan nâng phan cho lọ đài nhiều chẳng lúc ai tiếp thiệp thao tiếp thiệp nên từng mấy đài bao lâu mới việc tổ chức rồi vật thông chuyện rồi có mà riêng làm mùi việc tổ chức rồi thông chuyện tôi chiên mà riêng đài nâng chiệp cắt chiệp pí là pu chiệp pí phần miếng đài nâng pu chiệp pí phòng bà sao mà cún cho nơi khang mốc đài lâu nỉ dây pí tia tới đó tuần lễ nâng miền trong ngày hai sớm mai nâng miền đam chờ ấy đó nơi khang mốc thế miền đam sơ thơm muối cái lạnh mọt trắng đang đam sơ muối đam ấy chờ ấy thêm vì đam biết có mà xây buồn phèm còn tiền một chù một tiệc dương nữa và nó plan nâng cái lạnh nâng cái bụng đỏ kì chè lòng đỏ kì cái lạnh nồng cả nó đỏ lên chè lòng cái lạnh nồng miền đam sơ thơm muối cái lạnh nồng miền tầm năm hộp lại ếp xe anh tiết đấy ọt miền đấy tên mong miền ở xây mong chù một tỷ lệ nâng chù bài anh chàng nó sẽ đọc cùng ở xây cùng ở xây bắn nạ đấy lúc em chạy bàn thế à xây nước thâm đấy hay là mặc cầm về buồn mệt bay mệt là từng về buồn trùng bay mệt cầm thâm thấm khánh đã xây chùa một liền bà sư mô cún lúc ấy mình chạy vì ti tăng đại lộ quay khôn ông tia để cái khôn khôn nắng trong trạm ban là sạc khay cam lộ vì mà sờ mánh tha lộ nơi khẳng cao ấy kì hơi bàn chỉ lộ miền là tập hiếp ai kịch luôn bán sài chậm nón hay kịch luôn bán đòi xông bay trở nẹ nơi nông tia chậm mũi có ọt đằng đài trong trong xu lộ tha tao miền ca plap đô cái lành coi nơi chẳng mấy đại thế nông dạ về đại lộ trời khôn luôn nông tia nằng về lần mong phải mong chết bầm bay mong chết bầm bay mong phải là cái lá phụ du thia làng máu nhóm nợ cần còi làng máu tròn hết một đòn tiền để thổ cái nhóm về đấy trong chùa nôm chơi nôm tới chùa nôm cần bài chàng coi nữa và cái do tròn hiện do tới bàn thiệt cái đá nhóm mò nôm quấy mò quỳ mờn tịch cười mình rất nhung phận ai và thu xe cái tròn đấy nhung bỏ từ còi vĩnh từ ba cái đà trò anh ơi phụ dương nơi cho mùi kia đằng đấy kia mới không bốc được à bà chắc nhung xưa bị riêng ti tăng đại lộ coi nơi nông về ngày nắng ngày đại cả hai về cái chập lộ tới nè lộ ông coi nơi trăng gần lại ná này tiệc không luôn nắng
nếu bọn đông cái này đang ăn nó chum cái này đang ăn nó chít chít cái này nó ai đầy nó chèn trong nòng chộp đầy đôi cái này đang ăn đầy phô mai cái này bà lục bên chị khang đam tha nơi không tiếc nó bị miền cái này chơi ăn chẳng bàn này tha lúc quay nơi chọn nâng chỉnh trang khẳng mốc rưu chỉnh trang khẳng cao rưu khẳng chơi vinh khẳng sát đám lúc ai bình chạy bị tí tăng chạy lẹ nà môi đại lộn quay bàn thế nhóm nơi chỉnh trang khẳng xuyên chỉnh trang nâng nơi khẳng tiệc đào tự khó khẳng khói vinh khi nó việc đào chèn đáy ban khi nó cần bụng to lớn suy ăn nhóm việc đào mà còn khỏi vinh quỳ bài chèn càng càng sẽ nằm nó càng suy bà sầm ảo cún chấp bê đại lục mơ khơi tu đại lục bình chạ tha khơi tu cần nốt ôm mà nư cho vì sưng nắng lục nơi trăng cái này nè nhóm nơi lên tiền nương để tiền chuột chấm nòng chấm mũi cái này cái này nương và nhóm nhóm vừa hai thằng lộ nơi lớp tiền và nhóm trong số bình chè bị tì tăng nơi tròn lớp tiền nương lộ nơi tròn gần lại nà lộ sắp trong bàn thế nơi tiền nơi tiệc không chỉ là nó bài một chàng nó và nơi hai cái này mở khánh cái nốt dùng nơi từ lẽ thực nó là nơi hai cái này phụ dừng nơi nơi tiền nó từ hai mở tam và hồng cái đà nó khánh được ở cái này nó mà vùng chộp trong lòng lửa tiền nó khánh được ở lúc mở khánh chắc ba thế vì pro môn đi mấy lúc tham miền đa mà xây cùng mà xây buồn cùng nơi nơi tiền nâng ở đây có mà xây nếu mà miền khang nơi khang trong tiền dương nơi đây bạn đã pro phong đo cái nón cái lành cái đầm sờ nó ở miền tê tê viền tê phải chít đầm mát không phải mát viền cái lành đo kì nữa mờ tiền mà sờ lạ mà mòn khởi sờ lạ khởi chít bạc có mà xây bên nơi trong khang tiệc dừng đầy dừng nâng nữa đi mẹ nó còn sờ mà đom đấy khang nâng còn sờ mà nâng bài khang lệnh mình bà lúc chăm cho lúc bên chợ bàn thám được bên đời lúc mới lúc tha lúc bàn mới khơi nhà mà ngay vô là nghĩ để kê ô mà nước nâng lúc nơi trăng cái này nè lấy tiệc nâng muốn đi lúc tha lúc cuối phía hàng cày cả đá đá bên là hàng cày chẳng phải lục mới lục từ từ nơi cái này nó đầm bảy mươi nước ba anh chàng nè nhóm quy nước ba anh chàng nè ba anh chàng nó khơi tăng vì cái tròn ô vì lục tiền một tiết nhóm mới tăng vì cái do vì lục tiền mà chọn phần này chọn đáy vô một cái lành mục nốt nè đỏ cái đỏ khò đỏ áo chào người đốt phù thông nó đốt mặc xài phải xàm sập nè mặc xài đúng không nhưng khánh khánh chọn một cái an nơi nơi mục bà sống bà tiệt tôn tên đăng pêl đại lục rốt ruồi lúc ban bình chạy khẳng đám thà miền phliêng phóng nơi bề nắng lúc ách chăm khai ban thế thà chìa khai nà đáy nịch nằm quần bổng bùn rô chất sập bổng bấy nhóm đi phạch khai khai nâng có dụng nâng có phliêng mà phạch khai nâng khai nà khai khai ấy nhó đuôi phạch ọt ọt sang ca chân nằm
បាទសមរគុណចុះស្ថានភាពទឹកទន្លេយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះលោកថាលោកបានពីដងមួយហើយលោកចុះហែលក្នុងទឹកទន្លេលោកអាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពទឹកទន្លេបានទេ Tức lễ phải sợ ớt, nế sợ cả phải bị lỡ nòng tới phải mưa tụ khởi, nằm như mưa lịch tiết nó mưa tụ khởi. Mưa tụ khởi lỡ nòng tức nè mưa tụ khởi, khởi tụ cái nọt nè. Lỡ mưa bị lỡ tiết nè. Tức lăng và nó lăng thầm mà đây lăng cú sống. បានន័យថាពេលហ្នឹងកំពុងតែទឹកឡើងក៏ឬមួយក៏ទឹកចាប់ដើមស្រកហើយពេលនេះទឹកចាប់ដើមស្រកហើយបាទហើយទឹកហូរខ្លាំងទេ ទឹកទន្លេមុខទឹកមុខទឹកត្រង់មុខពំត្រាហ្នឹងទឹកហោខ្លាំងទឹកធំតាទឹកធំហោខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងបាទចុះលោកហែលចម្ងាយប្រមាណក្នុងពេលដែលលោកចុះហែលបណ្ដាយតាមទន្លេហ្នឹងចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រ nhóm saman đăng của man cái lò mình đăng đấy là saman được nhóm chành tới mong và mì mong pin đắp cái lá cho đó nó mong chết phlư chẳng thế và chết phlư mà phải mong buồn bắt đầu kháng từ đồng phùng tới đây cho kháng một chết phlư đăng của man cái lò của man cái lò nhóm đăng của man tiết nhóm chọn xu bình chia thành lục ban chọn cắt từ lê cắt từ tưng từ lê rồi mới gọi tam kiên từ lê kiên trăng hai chấm cái đàl chấm cái đàl từ lê và là một một bụng trái nó miên co còn ở cái đàl từ lê tới chụp tận năng xem ra cái đàn tơ lê nó lúc ấy mình chạy pi bảo vệ tơ lê nó bàn thế cái đàn tơ lê nó bàn lúc mưa màu trắng bao màn rồi mát rồi cái bao màn cái lô đấy nhóm thả màn nước thay chul bao màn cái lô mà không lô nó thả nước đây có chul bấy và ni bấy chứ ai đây phải buồn cái lo thay chul bay cái lo nhóm thả sman bà ở cô nhóm xong xuôi xong nuôi trong cày muối địa tôn từ nâng pratica nữ có paul bậc mình mau phải chia phẩm buồn sai sự phẩm phân tí lục ban nị di âm pi cà triêm robot thể hiến nông ca vay có paul hai bàn miền cả bánh kia nơi cái lại nâng phong lúc ai bình chạy đi dịa bê này ca triêm nâng tế và màn ngay rưu và màn mong đấy nâng cái nhóm ở đằng chứ ba đây và nó bọn cái nhóm ta kinh nốt vụ yêu thiên nó mới chụp cái lãnh có phong chân đó ມັນດັງປະມານມັນຖືງຫຍັງຍົ້ມມັນດັງໄດ້ອັນຈັ່ງຍົ້ມຈັ່ງສູ່ບັນຈະຕຽດຕົງຕຶນນັ້ນປະຕິການໃນກໍພໍນັ້ນລູກດັງຕາມລະຍະບອງປໍຂອງບໍລູກອັນຈັ່ງແມ່ນເດບາດຍົ້ມດັງດັງນັ້ນໂດຍຕາບອງຖ្លາຍຂ້ອຍຍົ້ມນັ້ນເດຍົ້ມໃນ 7 ນັ້ນເດ
đây bóng thay nhóm hốt mọt tiệc nhóm nâng phép chân lô gọt ban khơi nâng phê cho bỏ lô rứ gò ban tật đo ti tăng nơi nông gọt phò lăng tê tăng chân trăm trái tế ba trăm trời nhóm khơi tôm khai tê ba xong ọc con lực xã xấy lực thiên nhóm ọc xâm đuôn បាទហើយសកម្មភាពសកម្មសកស័យអ៊ីតសេនបានចប់ហើយអង្គជំរះអរគុណលោកអ៊ីតសេនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកដល់សកម្មនៃចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងឋានៈជាសកស័យក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយសកម្មភាពលោកនឹងអាចរួមវិភាគទៅទៀតក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះហើយឥឡូវនេះលោកអាចបន្តត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អបានទឹកដីសុខតែចម្រើន មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរំលោភជាមួយនឹងអង្គបុគ្គលិកនិងអង្គភាពគងពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកអ៊ីតសេនប្រទទួលទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គាត់ឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញដើមដឹងរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអាសនៈពី TCCP 244ជួបមកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មភាពរបស់អង្គជំរះក្នុងបន្ទុកសកម្មភាព សួស្តីលោកដើមម្ដងរប៉ាវិនីតើលោកឈ្មោះអីបាទឈ្មោះសុខពុនយាមិនអើតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំដែរទេឆ្នាំ 1954 បាទអរគុណហើយលោកពុញ្ញាមិនតើលោកមានទីកន្លែងកំណើតនៅកន្លែងណាលោកកើតនៅទីកន្លែងណាលោកចាំទីកំណើតខ្ញុំនៅភូមិទី 5 ស្វាយឃ្លៀងស្រុកគូឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមចុះទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកតើលោករស់នៅទីកន្លែងណាបច្ចុប្បន្ននេះ nơi phun khung đã đá có vấn đề gì phát khát ở lấy nơi khát ở bụng mông vinh bà ở quân thầy lộ bộ một đồ bộ đồ xì thừa vầy đá sắp thằng ấy thưa sẽ ra dùm ca thông đá lúc ai prap đoàn dùm đẹp bàn đại tế thay bộ bà cao đã bỏ lúc chung ấy hay mà rai bằng cao đã bỏ lúc gọt chung ấy Bục bọc nhóm chmò hò sốc màn hai mình đai bằng ca bọc nhóm mò hà Fatima
បាទអរគុណហើយលោកពុនយ៉ាមីនចុះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប្រមាណអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះហាក់ហ្វាទីម៉ាហើយកូនមានកូនប្រពន្ធនេះបាទអរគុណហើយលោកសុសពុនយ៉ាមីនជាចុងក្រោយបង្អស់នៃការផ្ដល់សេចក្តីកម្មលោកក្នុងឋានៈលោកជាដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីលោកមានសិទ្ធិថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះសនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះអង្គជំនះនឹងផ្ដល់ឱកាសនឹងជូនដល់លោកនៅចុងក្រោយនៃការស្ដាប់សេចក្ដីថកកម្មរបស់លោកណាបាទដែលអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំនះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហមិត្តវិនិយោគមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះសួររេងដល់ដើមរងរដ្ឋនេះសោះពុនយ៉ាមីនមុនភិក្ខីដតីទៀតនៅរឿងក្តីហើយបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធវិនិយោគមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះរួមទាំងសហប្រញ្ញាមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសកម្មការក្នុងការសួររេងដល់សាក់សៃរូបនេះដើមរងរដ្ឋនេះដើមរដ្ឋបនីរូបនេះសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមមេធាវីនៅមុខសូមផ្ទេសិទ្ធិនៅក្នុងការសួរដើមរងរដ្ឋវិនិយោគសោះពុនយ៉ាមីនជូនលោកមេធាវីឡាវជុនធីហើយនឹងលោកស្រីម៉ារីគីរ៉ូនឹងបន្តសំណួរបន្តពីលោកមេធាវីឡាវជុនធីសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបាទអរជំរាបអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញសូមគោរពលោកប្រធានហើយសូមគោរពអង្គជំនុំរះទាំងមូលខ្ញុំបាទឡៅជុនធីដែលជាមេធាវីតំណាងដើមដឹងរដ្ឋបាលវិនីហើយខ្ញុំមកពីអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាហើយសូមជំរាបសួរលោកពូមីននៅពេលនេះខ្ញុំនឹងជំរាបសួរឲ្យលោកពូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍លោកពូដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីរវាងឆ្នាំ1975ថ្ងៃ17មេសា1975រហូតដល់ថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1979បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរលោកពូថាតើលោកពូបានក្រោយឆ្នាំ1975ហ្នឹងលោកពូនៅឯណាហើយគេមានបញ្ជាឲ្យលោកពូចេញពីសុខភូមិដែរអត់ទេខ្ញុំសូមមានប្រសាសន៍ជម្រាបលោកមេធាវីថាមុនឆ្នាំ1975ខ្ញុំនៅភូមិស្វាយឃ្លៀងនៅឡើយបាទចុះនៅក្រោយឆ្នាំ1975ហ្នឹងនៅភូមិស្វាយឃ្លៀងដែរឬមួយនៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបថាមុនឆ្នាំ1975ខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិស្វាយឃ្លៀងនៅដដាលភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយក្រោយឆ្នាំ1975គេជម្រាបខ្ញុំទៅនៅហៅថាស្រុកដំបែខេត្តកំពង់ចាមស្រុកដំបែឃុំសីដាភូមិស្វាយក្បិតនៅខេត្តកំពង់ចាមគឺតើនៅមុននឹងបន្តិចពីលោកពូនៅក្នុងភូមិស្រុកហ្នឹងតើខ្មែរក្រហមគាត់បានធ្វើអ្វីទៅលើលោកពូក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិចាមនៅទីនោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិស្វាយឃ្លៀងនឹងរហូត
tăng bị cầm nát như mò trước khi ông chọn cắt bỏ vào lại bữa sáng nắng rẻ cả khi ông về khơi thả muốn cho nằm bồn bồn chất sập pram trước đầm nã ca ca đừng nằm bỏ vía cứ muốn bỏ vía ca muốn bỏ nhiều mà bỏ vía là ó na vía khốn na ó bị chôn thả chua dương nôm khi đàm bay rụm đỏ chiên ấy chen chon chen chó hai vị thân dụng mai là o hướng sát na hướng ấy ăn miếng bánh hai thế là hốt đại chúng nam một bộ một loại chất sập ram ba rụm đỏ nằm ping hơi anh chị đúng mình biết con làm món bà xong một cuốn lục thiên nhóm hai chị trai sầm nồng po lục thiên làm bay ណែនាំតាមបណ្ដឹងរដ្ឋពេលនេះអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីក្នុងការហៅឧទាហរណ៍ថាជាភាសាខ្មែរប្រើពាក្យថាវាវាដឹកនាំប្រទេសអានេះបើយើងនិយាយទៅពាក្យខ្មែរថាវានេះវាសំដៅទៅលើសត្វឬក៏វត្ថុហើយម្យ៉ាងទៀតនៅទីនេះយើងមានជួនចាប់ចោតដែលត្រូវ ចាប់ប្រកាន់ថាជាឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើយើងប្រើពាក្យថាវានេះវាហាក់ដូចជាការប្រមាថបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជំរាបទៅអង្គជំនុំជម្រះបានជ្រាបផងដែរដោយសារលោកប៉ុនយ៉ាមីនគាត់ ការប្រើពាក្យបកគាត់នឹងដូចថាគាត់យល់អត់ច្បាស់ហើយគាត់ធ្លាប់ជាប្រើជាលក្ខណៈភាសាគ្រីមនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងបាទលោកសម្រួលនៅសំណួររបស់លោកបានស្រួលទៅហើយលោកឲ្យស្រួលធ្វើម៉េចឲ្យដើមរឹងរបស់នេះយាយឲ្យចំចំនឹងសំណួររបស់លោកឲ្យខ្លីទៅបានហើយបើលោកដឹងចឹងហើយលោកតាំងសំណួរឲ្យគាត់អត្ថាធិប្បាយប្រហែលអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចចប់ទេប្រាប់ថាយើងមិន ទៅបីបាត់បងពេលវេលាក៏ដោយយើងមិនបដ້ອຍពេលវេលានឹងបកកាលំបាកដល់គោលដៅដែលយើងត្រូវសួរបន្តទៀតទេដល់មិនដឹងរដ្ឋបវិនីលោកពញ្ញាមានសូមលោកប្រើប្រាស់ពាក្យបច្ចុប្បន្នល្អព្រោះនៅទីនេះយើងដំណើរការវិភាសាបកស្រាយកិច្ចការច្បាប់យើងធ្វើច្បាប់គឺបានធ្វើប្រព្រឹត្តតាមដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរច្បាស់លាស់យើងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណា នៅឡើយដូច្នេះយើងគ្រាន់សូមឲ្យនិយាយអីបានពាក្យពេចន៍បានសំរម្យហើយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអរគុណពូអម្បាញ់មិញអង្គជំនុំរះបានជំរាបពូហើយការប្រើប្រាស់នេះវាជាការប្រើពាក្យដែលគួរសមហើយមានការគោរព បាទបន្តទៀតខ្ញុំអម្បាញ់មិញលោកពូបានលើកឡើងអំពីការហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រោយពីប្រមាណខែហ្នឹងមានហេតុការណ៍អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់លោកពូ ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅរបបនោះរយៈកាលនៅក្នុងឆ្នាំ1975នឹងដដែលអញ្ចឹងរបបនោះមានការរៀបបន្ទឹងពីបញ្ហាសាសនាបង្ខំឲ្យស៊ីសជ្រូកហើយបិទមិនឲ្យសំយ៉ាង អ្វីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់លើអត្តសញ្ញាណរបស់ចាមខ្ញុំហើយធ្វើជាពិសេសការហូបចុកអញ្ចឹងហូបមិនស្អាតចែករបបហូបមិនស្អាតអញ្ចឹងបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលក្ខណៈការរស់នៅទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតលើបញ្ហាការរស់នៅ អរគុណបាញ់មិញលោកពូបានលើកឡើងអំពី
ការហាមឃាត់របស់ខាងខ្មែរក្រហមថាតើការហាមឃាត់របស់គេនឹងហាមឃាត់ទៅលើការនិយាយភាសាឬមួយហាមឃាត់ទាំងការគោរពបូជាទៀត ការហាមឃាត់ទាំងអស់នោះវាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាជាពិសេសចតនៅលើបញ្ហាភាសាភាសាចាមគេមិនអោយនិយាយចាមទេហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកថាការតាំងពីហូបចុកតាំងពីសលៀកពាក់ស្រីស្រីអោយកាត់សក់អញ្ចឹងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមអត់មានទេអញ្ចឹងវាលក្ខណៈហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយរស់នៅដោយលំបាក លោកពូថាគេហាមចុះរឿងបញ្ហាហូបចុកហ្នឹងតើគេបង្ខំឲ្យយើងហូបឬមួយអត់បង្ខំទេគេដាក់ឲ្យយើងហូប ការបង្ខិតខំហ្នឹងគឺជាគេជំរុញឲ្យយើងហូបកាលណាបើយើងអត់ហូបគេថាយើងនៅកាន់ជំនឿគេថាយើងនៅជំនឿសាសនាជំនឿអីអញ្ចឹងគេចោទប្រកាន់ថាយើងនឹងអត់ចោលជំនឿសាសនាអីអញ្ចឹងចោះអញ្ចឹងបងន័យថាគេមានការតាមដានទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាឲ្យមិនហូបហើយនិយាយឲ្យខ្លីតែប្រឆាំងអ្វីដែលគោលការណ៍របស់គេហ្នឹងគេថាគេចោទថាយើងខ្មាំងហ៎ តើមានការណែនាំឲ្យច្បាស់លាស់ថាអត់ឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកមេធាវីស៊ូខ្ញុំអត់យល់ថាមានការណែនាំយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាណាសូមបញ្ជាក់ បាទអរគុណពូដោយសារអញ្ចឹងថាតើមានការបើកប្រជុំជានៅភូមិហ្នឹងបានគេជំរាបថាធ្វើអីទៅហាមធ្វើអីគេមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតើមានប្រជុំហ្នឹងដែរអត់ ខ្ញុំសូមជម្រាបថាគោលការណ៍អ្វីក៏ដោយតែគេមានគោលការណ៍មកគេហៅប្រជុំទាំងអស់គ្នាគេដើម្បីជម្រាបសព្វផ្សាយពីគោលការណ៍ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគេអត់មានថាអូលេចលឺតាមនេះថាគេមិនអោយហូបទេចេះចោះលឺតាមគ្នាអត់ទេគោលការណ៍វាមានប្រធានសហគមន៍គេស្អីស្អីគេហៅមកប្រជុំឬក៏ប្រធានឃុំគេមកប្រជុំដាក់គោលការណ៍មក សូមលោកពូឆ្លើយនៅទីនេះគឺឆ្លើយអ្វីគឺជំរាបទៅអង្គជំនុំជម្រះមិនឆ្លើយបន្តទៀតថាតើនៅពេលដែលមានការប្រជុំហាមដូចនេះជនអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើអ្វីដែលជាការហាមហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ឲ្យជ្រាបថាកាលណាបើដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍មិនថាបើសិនជានរណាមួយហើយប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍របស់វាមួយគឺវាចោទថាខ្មាំងអញ្ចឹងហើយជារឿយៗសម្រាប់វាចាប់ចង់
roll yup ot mien luok tha doy da ma khae tha 20 ngai chong khop khop a mcheung vi chap tau mien phu ko chap tau mien doy tha ma yup 4 5 niak ruy ko 10 niak mcheung khua ka robas vie ban nai tha jeung yol tha niak nu hai vie khos vi kol ka đại việc lực láng rồi nhà nuôi được chăng được bùi vía dân vía việc chăm đời sùng ngạn giúp láng vía mà chăm tròn đại thế sai hiệu từ mà cuốn sâm tố phú phú lọt ngọt từ phở bị vía thì thấy trong chùm nô thà vía nắng chia bậc cô na đôi thà mề phu mề khôm rồi môi càng nà chẳng mà ông bánh mính lục u ban lực làng vì chuẩn đợt ni tha min ca chạp tá lục u đăng tha nồn ná chỉ nẹ chạp ai kỳ chạp nắng chạp vô tờ ná kỳ chặt bị thiên nữ ca giằng mạch sau bàn tô ông nhìn ông gì ria ai chụp ria họ nhóm thợ tận dây bị chốn đuôi tha thầm đá vì miền ca chưa chậm vì du lùng mà hơi những thầm đá dừng dây sầm anh thầm đá tha vía vía thôi ban vía sầm nang lo sầm rập nhau à sầm rập quật à đùm nạ ca nữa miền chụp bám ca pia quật xuống bây đặc nhom dây khoa mà mắt cái bạc cắn đấy ta sầm rập âm nai con sầm rập chỉ chân nơi ca luôn có thư tam bờ chất mình chia tam sát tha ban loa quật tam bờ chất ni sầm nang lo bạc quật nè แต่สํานักอักรอสําหรับประชาชนกัมพูชาสมสมผู้ฉลอยบ่าๆๆแล้วខ្ញុំសពតោះអាខ្ញុំនៅសពតោះអាផលធម្មតាខ្ញុំអត់ធ្លាប់ចូលក្នុងសាវនាកាអាសពតោះអញ្ចឹងអឺលោកមីធាវីសួរដល់ចំណុចណាមាញ់មិញគឺចង់លើកឡើងថាមានគេចាប់មនុស្សថាតើនរណាជាអ្នកចាប់ហើយគេចាប់យកទៅណាគេធ្វើអ្វីទៅលើអ្នកទៅនោះខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គសវនាការខ្ញុំអនុអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចយល់បានថាអាទីហ៊ាននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកអញ្ចឹងពួកឆ្លប់ខុំឬក៏សិនសឹកស្រប់ហើយគេចាំខ្ញុំមិនមែនសន្តានតែគេយកទៅសម្លាប់ទេអញ្ចឹងគេយកទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងនៅសិនសឹកស្រប់ខ្ញុំដឹងច្បាស់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចថាអូគេយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែបើអ្នកនោះរស់មកវិញហើយនៅដល់សប្តាហ៍នេះបើខ្ញុំគិតជាអាយុវិញជា100ឆ្នាំហើយខ្ញុំឃើញមកទេអញ្ចឹងបើនៃសាច់តែអង្គជំនាញជំនុំជ្រះទាំងអស់ពីភាកលើបញ្ហានឹងទៅបាទខ្ញុំថាយកទៅសម្រាប់ខ្ញុំថាវាខុសនឹងច្បាប់ថាខ្ញុំអត់ឃើញថាគេយកទៅសម្រាប់អញ្ចឹងវាអាហ្នឹងជាហេតុផលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញតែប៉ុណ្្នឹងសូមលោកគូជំនាបទៅអង្គជំនុំព្រះថាតើការចាប់ហ្នឹងចាប់ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាខ្ញុំមិនអាចដឹងថាពីកំហុសអ្នកដែលគេចាប់យកទៅនឹងខ្ញុំមិនអាចដឹងទេព្រោះសំខាន់បំផុតយើងមិនអាចវាស់ស្ទង់ថានេះនោះវាខុសយ៉ាងណាវាខុសចុះអញ្ចឹងគោលបំណងវាចង់ចាប់នរណាគឺចាប់ហ្មងអត់មានកំហុសទេប្រជាជននៅអាខ្លះមិនទាំងស្គាល់ពេញផងពីដើមនឹងហប់ទាំងដល់10ផងហ្នឹងរួចចាប់គ្នាទៅដែរថាគ្នាសាក់5សាក់6ផងដែរហ្នឹងស្គាល់នឹងស្អីផងអញ្ចឹងគួរយើងចាប់អារម្មណ៍ថាគ្នាមិនទុះដល់បែបណាអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំអត់យល់អញ្ចឹងគួរបំងវាចាប់ហ្នឹងវាចង់ចាប់នរណាសាច់លើវាហ្មងបាទអរគុណ
lúc pu tha mạnh mình tha tá kia chạp hái kia phải chun từ tha sọc tá sọc na chun từ một tí sọc sọc na kia phải chun từ một tí sọc 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 của chma học cuốn thật ta ca đờ lục bu ban chúc nơi lòng cùng sọc nắng mà hỡi thật ta cao mà tiết miên ca thạp cầm mâu cầm lắng nhía đâm bay bạch trăng đại ọt nhôm sôm chìm riệp ăn sau nà ca tiếng o đụng nà ca nó nhôm của ba bộ bùa kia mùi chìm nuôn phai à cùng bơi nè nơi riệp pel nó đại sa ca ruột nơi đòi bạn mình ai ruột nơi ban hay để chăm nước khinh thả bờ sinh gì dương mình rước mình ra thế dương được để chăm ọp tay chăm tại vì vô từ sầm lấp tay bằng nó chúng khi mình định nơi sinh nghiệp bán đại sa khi ông miền phụ mạng khi ông bẩm bơi à bẩm bơi nè chúng khi ông chỉ nông kia đam bơi còng rửa bẩm ra còng to su khi ông đứng hai thì khi ông to su đó bị sập khi ông vô thì bị sập hoặc khi ông ăn miếng cái phơi được bánh kê bánh bị sập thì bánh nó bị đỏ chiếng sập thì vô được sập nam chúng ban khi ông nông kia đam bơi bùn bùn kia đam bơi còng và chăng như người phụ à vụ kia đồng ta nơi nông chùm nào nụ nồn ná để chia nẹ và mai và mâu lắng và mâu cầm lắng đâm bay thui cả và trắng xong xong dịp rịp thà bê nụ à mê rụp khiom tòl hai chmò lép vần mặt mà nế chmò xa lê tăm mà nế chức bây nế nâng chỉ nế mà mô cầm láng ba mập bà nế chức đầm nà cá dương rịp chóm ba mập bà nế nâng hai cõi mọc khiom có môn nâng bài ca đài miền sạc cầm phiếp nâng khiom có riệp chom cầm lăng diêm khiom đáp ban thải chụp nấng kia ai nè chăm ba sọc nè nơi không phúng nấng đòi một hát kia rước nè na đài che khang thoi Islam nè trước khi cái bộ mộ cái sầm đá bộ mộ chấp từng chụp nấng ta mua là hết ở với ban phụ đằng thà kỳ nâng chặt bài sập nhẹ hay bài sập nhẹ nâng ở bánh mấy phụ bán trẻ ấy thà chia nhẹ thôi ấy hay đôi chia sẽ đập mình xây cho bạn khiêm chụp riệp khang đàm tích pho khiêm giấy đưa thờ về du hết khiêm mình ai đưa tha chăm ban clear về cho ba thế còn ra khiêm cho mình chia thà ngày nó gì hai tháng ngày rồi giá ngày sải bua chứ việc mình đái thế họ đón mò sông bơi từng ngày bon ấy đấy còn ai thứ đấy hết ấy ngày rồi giá mà đón nó việc ai thứ hả vì bằng ai thư, bằng ai cặp cô, cặp ấy. Nhưng tham gia cam vị thi nó vì miền ở đây mê được nòm. Nông sạch sạch nà nâng mê được nòm thò ní, mê được nòm thò nú. Vì tràn, ấy khi mình đâng luôn thà kì cặp phung nửa tam tan trong ai về lịch lô à nẹ ná chỉ nẹ được nòm Islam nữa. Nhưng chứng, khi bằng ai thư, nhưng ai đâng luôn, nhưng thư thông đá sạp tại dục
nâng khi ông đáp bám phò à à ôn cho đồn mua khi ông nâng sợi tam nâng viết thư ca nư 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 dù tròn phum tăng cái hà được chúng cái bàn này nóm thả chú bác thả phum nâng thử chăm măng nư lại nâng nư bằng cọc luôn ba sọt nĩa dục nâng bà anh ấy chỉ hạt phò bà cuốn chúng ban sẽ đi thả ngày nóng kịp bạc ơi dừng ប្រតិភិថាតើបន្តទៅទៀតមានរៀបចំផែនការអីច្បាស់លាស់ថាតើយើងក្រោកឡើងនឹងយើងនឹងប្រឆាំងដល់កម្រិតណាឬមួយដឹងថាការប្រឆាំងនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលទេ Khyum yol ban tha, khyum man ai tu la tha phol away, pi ko bom nong khyum chong ban thi, ko pon tae ba sin chi khyum man thơ, du khyum chim rep, luk, du bong chang tha, ba khyum man thơ, khyum nơi kong tae sun lam, chung, liek khna dae khyum thơ nung go ma yang dae, khyum ai bom mol ai xa, dae chmo pa sop nian khyum yol man dae chol, oh, chung bi bat bong ai chmo nung tae vi, tu lop tae len ko man ai chap ban tae pi nia dae. Hai miền chúng mò để thời chấm những lục hạ mặt nó của mò đấy, phần chấm ở tuần, những chứng chụp đất ảnh xa nó phải là bạc bò cả láng mò trong co cả lạnh tì sạ ca cái nơi các bài tiệc nơi bài tiệc nhóm nâng những chứng khi do ảnh xa để chúng mò thì thời ca chấm và màn mắn nhưng vô một đất chọn bà bao nhiêu đồn mua trong hạ mặt nó của miền chúng mò chấm đây có phân đi chặt toàn bán té té trắng à sấy té còn té té hai đằng so him bàn pin nữa toàn bàn pin nữa chúng tu làng mỏ vụ việc có tranh tranh từ mình bạn học cuốn thà ta pratica đại ca làng nơi ngày nút pu miền chạm thế ta pratica ca làng nơi ngày nút ngày ná cho nằm ná khai na hỏi miền nông nô cứ miền cà to tô kia giang đôi mà đẹp nhâm sôm dịp riệp ngay đại về cà giúp ngay thì đọc khai đọc ឆ្នាំ 1975 តើចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចណាទៅចំណុចណាហើយការផ្ទុះឡើងនឹងវាទុះឡើងដូចម្ដេច nhưng xôm chùm riêng thà ca cát lang nơi phê dục hai tỷ độc nắng nhưng xôm chùm riêng thà nhóm dục nắng của phung này dìm bốc miệng nhóm chmo xa lê dạ xa lê mà nế dạ y xa mà nế dạ mạng mà nế nhưng nhóm đang tư đa thà dục nắng cái chập miệng nhóm nắng hốt thằng ai muốn cái cho bà canh thà cái hai từ chúm cái bỏ ạc ra thà lục xa lê và sẽ lấy hai lần và xa nâng bọc ôn bật cá này và mạnh nâng bùm ra càng nghĩa ai thì hiện được nol bắt cá bụt bụ nâng bụ miệng khi ông nâng ạc khôn bình đê phía đám ạc khôn bình phong hụt vì kì chọn hai chân và chứng ban này thay dân ní chân chúng nâng không phung đi diếm thì diếm phai giả mò một buôn vì ạc miền bành hà ấy cả láng thế chứng chung hai là phụ mà phụ nhưng mà bởi niệm mà nhóm bàn dây thà bởi dương này ta thương chấn dương xa ai ngọt mòi bỏ chú mốt nâng đại kì dương thương miên chú mốt kì chá mòi nhưng dương thương mất ai việc tu dục nâng bàn vì chú mốt bỏ nhóm thay chân hội phụ nâng thà vì xua nhóm vinh thà bà hành dòng tu hành thương mất bà hành được phép kế khai kì rì cà tới cái chắp dương ở hồi
ប្រទូប្រទេសហើយផ្អើលនៅក្នុងភូមិនឹងដែរអត់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំក៏ស្រែកឲ្យអ្នកសែងស្គាល់នឹងឲ្យវាយស្គាល់ទុងស្គាល់ណាតុងស្គាល់ទៅចឹងបានដូចថាវាចាញ់មកភេទមកទាំងអស់មកភូមិនឹងហ្មងអញ្ចឹងសកម្មភាពវាកើតឡើងមកយប់នឹងទល់ភ្លឺហើយមួយថ្ងៃនឹងទិញងាយទៀត ទើបកងទ័ពវាណាអបាញ់គ្នាតាមវាយប់នឹងបងអីកងទ័ពគេមកហុំគាត់អីហ្នឹងបាទថាតើនៅពេលនោះកងទ័ពខាងខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេមកព័ទ្ធពេលស្មាមានថាកើតមួយម៉ោង10ម៉ោង10យប់ថាតើកងទ័ពហ្នឹងគេមកស្មាមាន ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ថា បញ្ហា រឿង កង ទ័ព ខ្ញុំ អត់ យល់ ថា អូ កង ទ័ព គេ មក ពី ណា ពី ណា បើ ខ្ញុំ មិន អាច មាន លទ្ធភាព ទៅ មើល ឃើញ ដែរ កង ទ័ព នឹង ថ្នាក់ ណា ថ្នាក់ ណា ព្រោះ ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ ទេ ហើយ បញ្ហា ប្រយុទ្ធ គ្នា ចាប់ ពី ម៉ោង ដែល កើត ឡើង ទល់ តែ ម៉ោង ដែល ម៉ោង 5 ចប់ នោះ ហ្មង បាញ់ កំភ្លើង តូច កំភ្លើង ធំ ចូល ក្នុង ភូមិ នឹង វា ស្អី ស្កាស់ អញ្ចឹង ហ្មង អញ្ចឹង ខ្ញុំ អាច សន្និដ្ឋាន អូ កង ទ័ព នោះ មក ពី ប្រភព ណា អី ប្រភព ណា កង ទ័ព តំបន់ កង ទ័ព ស្រង់ ឬក៏ កង ទ័ព មជ្ឈិម អី ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ទេ ព្រោះ យើង គិត តែ ពី អាយុ ជីវិត យើង ដែរ បាទ តើ ក្រោយ ពី ការ ប្រយុទ្ធ នេះ ត ទល់ គ្នា នេះ ទៅ ថា មាន ប្រជា ជន ស្លាប់ ដែរ អត់ ទេ Mới phía ra bởi dứt kia nó, vì khi mà miền khơi vì chân sạp tràn đà, bắn khi mà ai sẵn thàn ô bà mạng ấy bà mạng phó vì nơi kiên có ấy, nơi nông cập bột thấy bột ấy nó vì miền tràn đà. Bà. Ô cún lập bú, chứ thả tá nơi phía đà miền ca mặc crap hỏi. Tá kì thư giang đồn đạch tiết ទៅលើប្រជាជននៅក្នុងភូមិនឹងទាំងមូល
cry pi ban đôi thà dương và việc không quật ban hai chân vị kia tung o ai tranh bị phun tung tung men tung cha tung sri tung và ai tranh tung o đời lái về đạn nơi cái ba spien phải chạm nắng chân về rư ai pro từ một tháng ai sri từ một hàng chân liệt nặng pro vì bỏ mỏ do từ đạn không sờ riêng đạn không mình tiệp ông tiệp ca nó miền đập miền đầm tí đấy ông miền pet đấy hơi đạn không lo năm chân liệt nặng nó hơi bị thư từ đường cam tam bẹp ai chụp lại sợi sợi vô tới đặt trong vọt vọt chọ vọt sợi đầm chơi chứng hai tập bắn tập bắn năng thật ta nơi tiêu để khi vô tới đặt nơi tôi chia sợi yến nơi tiếp bếp nơi lò thắm ta khi miền thưa từ rồn được cam rồi môi kỳ thưa ca sùn lao rồi môi kỳ thưa ấy từ lời nhẹ đây nơi non non tiền khi ông sôm nhập riệp tha bánh ha nơi non nâng pu ping từ đây từ rồn được cam chân địa khán giả lại nâng cư cả lại cái sầm rầm sân nạ đam bê cái chùm rơ mà tòng tiếp trước cái lạ khán ông tốt mà lúc hà sọng niệm xa sọng niệm nơi khán ông xa là riêng nú hai khi có ba một xu chùm lời ở với đại kỳ xu sập bạc giang hai khi chạy cho bố tung nâng co mà ngái xu bị đòn hai thì hiền kia vô thia cái chạy phụ tùng nâng nâng ngồi mà nhẹ cái chăm xe xua thả anh thơ ấy nhẹ na bằng ca chàng na bạc bò nâng ấy xua xóm bạc giang khi mình anh chăm ớt đấy tiệm xuống đây cái xua đúng hơi dục lớn rồi có thằng hai coi bị xua rút phai chỉ một thằng hai rồi có bị thằng hai thì mà chăm tới do tới mập tục buôn phẩm nhẹ mập tục miền đọc nhẹ tới mập tụng miệng bày nịa tư nhưng chứng kìa rưu hỏi ngay nhưng chứng ạc là miệng nơi hà sắp nịa nơi không thúc cái bài nhóm nó xoay là pram nịa để chanh mò một cái nhóm chứng kìa chạm vô tư ta lúc cũng đang thay kì vô chánh vô tư nà thì có mát toàn xoay tốt nhóm sông chụp riết thà nhóm mình ăn đằng thà kí vô tới khán nà vô tới khán nà khán ấy khi mình đằng pan khi mình đằng thà cụ mình non kí vô tới phượt ấy khi họ đằng đi pan khi mình khơi đằng chấm bàn được phun ấy kịp đà vô tới miền chọc cặp biệt ngay kịp đà vô tới không khơi ta sầm rập biệt giúp cho mọi người khơi đi vô chọc cặp đà tới hàng khỏi miền phải cực kỳ nơi mà đồng nâng hai gì pi bay món bằng tập lọc một vịnh người dân những cái lý chọc cặp tư ấy tư trong cái thơ mạnh cho mọi đứng đi thật ta nơi nhạc đại chọc nơi nông nắng kì ai rô bò bà hà dàng đồn đây nè nông mà bê nông mà bê kì ai mà vệ bọn ná át bình mà chàng chá đi phải dạc lát chàng chá đi vô át mình khóng có đi càng na cái đã thông xăng càng na hiển sọ anh thấy cái hệ anh tức cái lễ chạy than tiết con ta ở vị thông thông chiệp bỏ nè mà hai trong anh đã gọi chiệt prai mà sọ rịa ca mà khai mà phay một ngày nâng kiểm ai suy prai thế nhưng chẳng hốt tức bỏ nè trong sông chấm riệp thà luôn trong toal trong si tăng vì sắc smile lang xong kê được bắt chương thì hiện kê bắt đà tới mới là kê nghĩa khả ná nhóm đại nhóm sơ má do lực sơ má ở đó bác sơ lực ấy xì sơ lực nặng miền lực chê tư miền lực bài tư
do mọi anh hiền sĩ mục viết tiết à mục kế tiết kỳ vay nhưng chớng do siết nâng chè cà ma đi cà ma nữa hơi chăm chục lang xong được gì được gì nhưng chớng đam bây giờ xong nâng cầm lang bò đại kỳ ỏi nữa mà nhưng ní chỉ hai phần chút thắc nông chấm nấm lục bù đè nẹt đè cột lang chỉ nẹt chít sơn nữa từ bàn thằng mày khóm nó kia chặt từ đáy rồi mùi ọt tỉ khi ông xôm chụp riệp nẹt đà chút sơn nát chỉ mùi khi ông nắng chmọc sơn đẹp tám nắng thì chậm giờ tới ngày thì pi nữa rồi từ ru nở từ nở bàn đập pi ngay đi khi chậm giờ tới rồi ai chụp lạnh là vẫn mắn ọt nơi nơi có tụm sẽ làm đấy đi làm bị bây cho năm đi rồi con lục mới thú vị lần này đã bị xâm rạ hay ông đẹp cả xâm rạ chắc bởi vì tôi tới hốt bóng bay xong mình chơi chơi bên nhà mày mà tôi cái tầm là ca tạm là ca còn trái đọt bà là ca rộng rộp đọc lại xâm rạ nơi bộ tốt bóng trăm thì mẹp đã thấy đó đang mà đang rọt vào mình đi rụp nên nơi khả nông lòng về xâm rạ nhưng ở trường có lọc một căn cái này tạo sẽ cam nông bộ tốt xâm rạ ca nên lưu liền bóng bay xâm rạ cho xong chơi anh cọc chỗ